xót xa với đường tình lắm trơn chuyên của Lê Phương. Xinh đẹp nhưng Lê Phương lại vô cùng lận đận với ba mối tình đều đứt cánh giữa đường. Đối với Lê Phương, dường như câu nói hồng nhan bạc phận chưa bao giờ đúng đến thế. Từ lâu công chúng đã quen với những chuyện hợp tan của các cặp đôi showbiz Việt. Thế nhưng nhìn lại chặng đường tình duyên đầy trắc trở của nữ diễn viên Khúc Tương Tư, không ít người phải xót xa. Còn nhớ khoảng thời gian Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan thường xuyên xuất hiện cùng nhau, làm dấy lên tin đồn hẹn hò, nam diễn viên đã liên tục phủ nhận, thậm chí còn cho rằng đây là tin đồn vớ vẩn. Điều này khiến không ít nghệ sĩ cảm thấy bất mãn dùm Lê Phương khi có một người bạn trai lúc nào cũng chối để đẩy mối quan hệ với bạn gái. Quách Ngọc Ngoan bỗng nhiên lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm giữa mình và Lê Phương. Cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng vào tháng 3 năm 2012. Tuy nhiên, sự vội vàng của đám cưới này làm nhiều người không khỏi lo lắng cho sự hạnh phúc của Lê Phương. Không ngoài dự đoán, tháng 6 năm 2014, Lê Phương đâm đơn ly hôn lên tòa. Sau đó ít lâu, cô đăng tải những dòng chia sẻ rất dài trên trang Facebook cá nhân nói về sự bội bạc của chồng cũ. Không hề có trách nhiệm với con như những lời từng nói trên báo chí, Lê Phương cho biết Quách Ngọc Ngoan hoàn toàn không cấp dưỡng tiền nuôi bé cà pháo. Sự việc trở nên ồn ào khi cả hai không ngừng công khai dành cho nhau những lời lẽ gay gắt. Lê Phương tố Quách Ngọc Ngoan nợ nần và sống bạc. Lê Phương cho biết trước khi viết những dòng này cô suy nghĩ rất nhiều. Cô đã im lặng để bảo vệ gia đình bởi lương tâm của một người mẹ và một người vợ. Nữ diễn viên quyết định lên tiếng một lần duy nhất để tìm lại công bằng khi mọi việc đang bị Quách Ngọc Ngoan đảo ngược, bóp méo sự thật và đẩy đi quá xa. Lê Phương tâm sự, khi cô còn đang ngơ ngác bởi sự tan vỡ mà chưa kịp hiểu lý do, Ngọc Ngoan lại chọn lọc những góc khuất của sự thật, theo dệt những câu chuyện đáng sợ để chà đạp danh dự người đàn bà chân yếu tay mềm và chứng minh mình là trượng phu. Hơn lúc nào hết, Lê Phương chỉ cảm giác thương cảm cho cách sống của Ngọc Ngoan khi anh phải ép lòng chịu đựng những thứ anh từng nói mình khinh bỉ để được lấy cái danh quý ông lịch lãm. Lê Phương cho biết Quách Ngọc Ngoan từng nhiều lần mượn cô tiền. Đó là số tiền cô đã đổ bằng mồ hôi, nước mắt và máu, phải xa con để đi làm cật lực. Thế nhưng đến giờ cô chấp nhận ly hôn và nuôi con với hai bàn tay trắng. Lê Phương đau khổ khi con phải chịu thiệt thòi quá nhiều, trong khi cha thì xài đồ hiệu xa xỉ suốt ngày tiệc tùng, mẹ lại phải chạy từng hộp sữa nuôi con. Lê Phương khuyên chồng cũ hãy sống chân thật, đừng thanh minh bằng những câu chuyện giả nhân giả nghĩa, vì cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Nữ diễn viên cũng lần đầu tiết lộ về người đàn bà phía sau Quách Ngọc Ngoan. Đây là người giúp Ngọc Ngoan thoát khỏi cảm giác phập phồng lo sợ từng ngày bởi những cuộc gọi tin nhắn đòi nợ. Chưa kể còn giúp anh biết ngưỡng cao đầu, tiếp nhận với văn minh nhân loại mà anh sẽ không bao giờ tự sắm được bằng chính sức lao động của mình. Sau cuộc ly hôn làm hao tốn giấy mực của báo chí, Lê Phương trở nên im ắng và tập trung dành sự yêu thương cho cậu con trai cưng là cà pháo. Ít lâu sau, cô khiến nhiều người không khỏi tò mò khi đăng tải hình ảnh tay trong tay lên mạng xã hội. Một số fan suy đoán Lê Phương và nam diễn viên Quốc Trường đang hẹn hò, dựa vào chiếc đồng hồ trong ảnh. Không những thế, cặp đôi cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Đáp lại, Lê Phương không đính chính hay phủ nhận. Mặc niệm một khoảng thời gian, nữ diễn viên bất ngờ công khai tình cảm cùng Quý Bình. Thông tin cả hai người từng là người yêu cũ thời đại học càng khiến công chúng thêm ủng hộ cặp đôi này. Những tưởng người hâm mộ sẽ được chứng kiến đám cưới của Lê Phương và Quý Bình trong tương lai gần. Thì đầu năm 2016, nữ diễn viên bất ngờ cho biết mối quan hệ giữa mình với Quý Bình đã kết thúc. Khi được hỏi về nguyên nhân đường ai nấy đi, Lê Phương từ chối trả lời. Cô chia sẻ làm vậy để thể hiện sự tôn trọng với Quý Bình. Trái với Quách Ngọc Ngoan, sau khi chia tay, Lê Phương và Quý Bình vẫn luôn giữ được tình bạn thân thiết. Chặng đường ngọt ngào với phi công trẻ. Một thời gian sau khi chia tay Quý Bình, đầu tháng 7 năm 2016, Lê Phương chuyển trạng thái trên trang cá nhân thành đang hẹn hò. Cô cũng đổi ảnh bìa Facebook là tấm ảnh cô mang đôi giày cùng một người đàn ông.
Cô cũng đổi ảnh bìa Facebook là tấm ảnh chụp cô mang giày đôi cùng với một người đàn ông. Thời điểm đó, Lê Phương thừa nhận đang yêu nhưng chưa muốn công khai danh tính của bạn trai. Từ hồi ly hôn đến bây giờ, tôi cứ bị đồn, gán ghép hoài. Đây là lần đầu tiên tôi khẳng định về chuyện tình cảm của mình. Về mối quan hệ này, chỉ cần biết là tôi tự tin với nó. Mọi chuyện từ từ rồi sẽ rõ ràng thôi, nữ diễn viên tâm sự. Người hâm mộ sau đó phát hiện ra bạn trai của Lê Phương là ca sĩ Phạm Trung Kiên. Anh sinh năm 1992, hiện đang công tác tại đoàn nghệ thuật quân khu 7 và từng đoạt giải nhất trong cuộc thi tiếng ca học đường. Sau này Lê Phương cho biết cô gặp Trung Kiên trong một chuyến đi biểu diễn phục vụ các chiến sĩ ở đảo Trường Sa. Sự nhiệt tình chu đáo ở chàng trai kém tuổi khiến Lê Phương cảm động và tình cảm đến với họ một cách tự nhiên. Năm 2017, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. Cuối tháng 8 năm 2019, nữ diễn viên gốc Trà Vinh và chồng hạnh phúc chào đón con gái đúng vào ngày sinh nhật tròn 34 tuổi của cô. Lê Phương may mắn khi người đàn ông bên cạnh là người hiểu biết, yêu thương cô chân thành. Cô mừng vì Trung Kiên và con trai cà pháo gần gũi thân thiết và yêu thương nhau như cha con ruột. Gia đình bên chồng cũng rất mực yêu thương hai mẹ con. Lê Phương tên thật là Trang Dương Lê Phương, sinh năm 1985. Cô tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và tham gia hàng loạt các bộ phim như là Ký túc xá, Tường vi cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Vó ngựa trời nam, Bước chân hoàn vũ. Lê Phương tốt nghiệp thủ khoa khoa diễn viên sân khấu và điện ảnh K8 năm 2003, trường Cao đẳng Sân khấu và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, nay là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Lê Phương bước vào nghề đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Ký túc xá của đạo diễn Châu Huế. Sau đó cô tham gia hàng loạt các bộ phim khác như Tường vi cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Những cuộc tình trắng đen. Nhưng phải đến khi là Nhàn trong Vó ngựa trời nam, Lê Phương mới thực sự là người của công chúng bằng giải HTV Award dành cho top 5 nữ diễn viên phụ xuất sắc. Cũng sau sự kiện này, khán giả thường xuyên gặp mặt Lê Phương trên màn ảnh với những bộ phim truyền hình quen thuộc.